ta tên là Lâm Tam, là anh em khác cha khác mẹ với tôi, cũng là người được chọn trong câu chuyện này. Còn tôi là phản diện, chuyên đi hãm hại người được chọn. Hem, chỉ thấy ở đằng xa, một chị gái nhỏ bị ba con gấu đen khổng lồ bao vây. Gấu ma địa chiến lược vậy mà đã tới thiên tông ngũ trọng. Chờ đã. Tần Phong, vẻ mặt hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ mặc đồ trắng. Là Tần Phong tiểu đệ. Tần Mộ Tuyết, đệ tử dòng chính nhà họ Tần. Là chị gái từ nhỏ đã nhìn Tần Phong lớn lên. Hiện tại các đệ tử nhà họ Tần bị mắc kẹt trong khe núi. Cô ấy nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây, tìm kiếm cứu viện. Tôi nói mà, thực sự là tỷ tỷ Mộ Tuyết. Chỉ thấy Lâm Tam hóa thành một tàn ảnh, tay cầm trường kiếm xông ra ngoài. 7 năm không gặp, sao cậu ta vẫn không sửa được cái tật xấu ra vẻ trước mặt mỹ nữ vậy? Hai mắt Tần Phong đột nhiên lạnh lùng, hung hổ rút kiếm chém. Chẳng thiên bạt kiếm thuật. Cái gì? Lâm Tam còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tần Phong lướt qua người. Ba con gấu ma đi ầm ầm đổ xuống, cùng với một trận run rẩy, sinh mạng cũng đi đến hồi kết. Giỏi quá, lợi hại quá, luyện đến tam trọng rồi. Một kiếm chém chết ba con gấu ma địa thiên tôn ngũ trọng. Tần Mộ Tuyết nuốt nước miếng, bị kiếm của Tần Phong làm cho kinh hãi. Lâm Tam đứng ngay người tại chỗ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không thể sai được, tu vi của Tần Phong đã đột phá đến nhập đạo tam trọng rồi. Kiếm ý càng là lĩnh ngộ đến mức độ kinh khủng cấp 4. Nhưng mà không đúng, vài ngày trước gặp nhau ở thành Hoa Lạc, Tần Phong vẫn là nhập đạo nhất trọng, tu vi cấp 3. Kiếm ý hiện tại sao có thể trong trước mắt? Niềm tin bất bại của Lâm Tam bắt đầu lung lay. Chúc mừng ký chủ, ngăn cản người được chọn ra vẻ, nhận được 500 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ, khiến niềm tin bất bại của người được chọn lung lay, nhận được 10 vạn điểm phản diện. Tần huynh, tu vi của huynh đột phá nhanh như vậy, kỳ thực vài ngày trước ta đã gặp được một câu duyên nghịch thiên. Lâm huynh, vừa rồi một kiếm kia thế nào? Ta chỉ là muốn nói với ngươi, ở thành Hoa Lạc, Mộ gia sau khi đánh một kiếm xong, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc đó chỉ là đơn giản luận bàn một chút, sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý cấp 4 chứ? Chúc mừng ký chủ, khiến niềm tin bất bại của người được chọn lung lay, nhận được 10 vạn điểm phản diện. Lâm huynh, ta không có lừa ngươi, từ một tháng trước khi ta lĩnh ngộ được kiếm ý cấp 3, đã trì trệ mãi không thể đột phá đến kiếm ý cấp 4, đều nhờ có ngươi mà ta mới có thể dễ dàng đột phá như vậy. Một tháng trước, ta khổ tu 7 năm mới có thể nâng kiếm ý từ cấp 1 lên cấp 3. Tần Phong vậy mà chỉ trong một tháng đã nâng kiếm ý từ cấp 3 lên cấp 4. Chúc mừng ký chủ, khiến niềm tin bất bại của người được chọn lung lay, nhận được 10 vạn điểm phản diện. Tần Phong trong lòng vui như mở cờ, chuẩn bị tiếp tục cày điểm. Lúc này Tần Mộ Tuyết đi tới. Tần Phong đệ đệ, ta có chuyện rất quan trọng, chúng ta lát nữa nói tiếp. Lâm huynh, đừng đi. Sau khi luận bàn kiếm xong, ta còn ngộ ra được một bộ kiếm trận. Đệ tử nhà họ Tần bị nhốt trong khe núi, phía trước có hung thú, phía sau có Nam Phương công chúa. Cái gì? Sao tỷ không nói sớm? Nếu đã là chuyện nhà của Tần huynh, vậy ta đi trước một bước. Lâm huynh, chúng ta là anh em khác cha khác mẹ, chuyện của ta chẳng phải là chuyện của ngươi sao? Chúng ta cùng đi. Tần Phong nắm chặt lấy tay Lâm Tam, vèo một cái bay đi mất. Anh, Tần Mộ Tuyết hồi tưởng lại bàn tay bị Tần Phong nắm chặt lấy, hình như ngửi thấy một tia hơi thở khác thường. Lúc này, Tần Phong và những người khác đã đến khe núi, có thể nhìn thấy Nam Phong công chúa và những người khác từ xa. Hoàng tộc đại hạ lần này thật sự đã dốc hết sức lực, đã cử hàng nghìn đệ tử thiên tử đến bí cảnh Côn Luân. Tần Phong đệ đệ, bây giờ ngươi là người đứng đầu thời kỳ hoang cổ, thân tử duy nhất của Nguyệt cung, thánh tử thứ ba của âm nhạc hoàng triều, không thể nào tự mình tiến vào bí cảnh Côn Luân được chứ? Sao có thể tự mình vào được? Ta ngoài việc mang theo một con thỏ, còn mang theo cả ngàn quân vạn mã. Ngàn quân vạn mã, bọn họ ở đâu? Chỉ cần chúng ta hợp tác là có thể ăn tươi nuốt sống đám đệ tử thiên tử này, làm suy yếu đáng kể thực lực của hoàng tộc đại hạ. Đừng tự mình đa tình nữa, bản thánh tử không phải đến để cứu các người, chỉ là đến tìm một cái bình chữa cháy hình người mà thôi. Tần Phong vẫn duy trì phong độ của một nội gián, nắm lấy tay Lâm Tam biến mất ngay tại chỗ. Đây là Tần Mộ Tuyết đang cầm trên tay, là một mũi tên xuyên mây mà Tần Phong đưa cho nàng. Chỉ thấy Tần Mộ Tuyết bắn mũi tên xuyên mây, trên bầu trời nổ tung một chữ lục thật to. Cứu viện của nhà họ Tần đến rồi sao? Nam Phong công chúa nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, kết quả lại nhìn thấy Tần Phong. Tần Phong, chỉ với hai người các ngươi mà cũng dám đến cứu người? Ai nói chỉ có hai người bọn họ? Tần Phong đệ đệ lần này đã mang theo cả ngàn quân vạn mã, ta đã bắn mũi tên xuyên mây rồi, đại quân sẽ sớm đến thôi. Ngươi hãy chờ mà run rẩy đi. Ngàn quân vạn mã sao? Các ngươi là ai? Ta là ngàn quân, còn ta là vạn mã.